Chào, ta xem phải đây. Đây là một video mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kiếm EXP và cách tối ưu hóa từ những cái kinh nghiệm mà mình đã có trong số 2 năm người chơi Iron Age. Thì chúng ta sẽ có là kiếm EXP từ những màn chơi và EXP từ những cái shop và EXP từ căn cứ là base, ba cách thôi. Và xong rồi, có 3 cách để kiếm được EXP một cách đơn giản nhất là từ 3 cái đó thôi. Từ màn chơi, từ shop và từ căn cứ base. Nhưng mình thực ra mình nói đến đây là kết thúc video rồi đó, bởi vì có 3 cách thôi. Đấy. Nhưng mà mình sẽ nêu chi tiết hơn và những cái mẹo trong cái việc kiếm được EXP. Thì theo tính toán của mình thì chúng ta sẽ biết được rằng từ Elite 0 level 1 đến Elite 2 level 60 chúng ta sẽ cần tổng cộng hết là 500.000 EXP. Khoảng 500.000 thôi chứ không phải 500.000 tròn đâu, khoảng 500.000. So với mà LS6 thì sẽ cho chúng ta là 10.000 EXP, thì suy ra được rằng chúng ta cần phải đánh khoảng 50 màn LS6 thì sẽ đủ để nâng được từ Elite 0 level 1 đến Elite 2 level 60. Vấn đề bây giờ là chúng ta cần phải có làm sao để chúng ta có thể kiếm được 500.000 EXP một cách nhanh nhất có thể. Thì sau ở đầu video mình có nói là chúng ta sẽ có 3 cách để kiếm EXP. Thì là đánh màn LS6 là màn chơi, từ EXP, từ shop, tất cả các loại shop luôn. Và cái cuối cùng là nhà máy, base. Vấn đề được tạo ra đó chính là các bạn không thể nào dùng hết Sanity để mà ngồi cài kinh nghiệm được. Các bạn cần phải cài dùng Sanity để cài sự kiện này, dùng Sanity để chơi Edition, Edition này, hoặc là dùng Sanity để chơi những cái sự kiện. Chúng ta sẽ cần phải dùng biện pháp khác để có kinh nghiệm. Thì chúng ta sẽ mua EXP. Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ mua nó để phải cài EXP. Thực chất là có rất nhiều ở trong tất cả các shop, shop nào hầu như cũng có EXP cả. Và từ shop credit và từ shop sự kiện, tất cả các sự kiện, từ shop sự kiện rerun, từ shop của sự kiện CC10, tất cả đều có thẻ EXP cả. Theo kinh nghiệm của mình thì các bạn nên mua EXP từ các sự kiện, từ các cái shop của sự kiện, và mua EXP từ shop credit, vậy là đủ rồi. Còn EXP từ shop của CC, mấy cái CC dồ á, thì các bạn có thể mua nếu muốn thôi. Mình không bắt buộc các bạn phải mua EXP từ shop sự kiện CC đâu. Nhưng những cái sự kiện khác thì các bạn phải mua nó. Thì đó là cách kiếm EXP dễ rồi. Đó chính là mua EXP từ các shop sự kiện và từ trong shop credit thôi, credit store. Trung bình một cái shop sự kiện thì sẽ bán khoảng 300.000 kinh nghiệm. Mình chỉ có thể nói là bán khoảng 300.000 thôi, bởi vì có những cái sự kiện sẽ bán khoảng 380.000 kinh nghiệm, hoặc là ít hơn là 320.000 kinh nghiệm. Tuy sự kiện, có sự kiện thì bán nhiều kinh nghiệm, nhưng mà cũng có sự kiện bán ít kinh nghiệm một xí. Nhưng chung lại thì sẽ khoảng 300.000 kinh nghiệm là tất cả các kinh nghiệm trong shop bán. Nếu mà các bạn mua hết trong shop thì khoảng 300.000 kinh nghiệm trở lên. Trừ những cái sự kiện rerun thì cái shop đó sẽ bán ít đồ hơn, thì kinh nghiệm sẽ ít hơn thôi, nhưng mà nó cũng tầm khoảng mấy trăm nghìn gì đó. Ok, thì đó là cách kiếm được EXP đơn giản nhất. Các bạn cũng có thể kiếm được cái kinh nghiệm ở làm nhiệm vụ hàng ngày, hàng tuần, hoặc là đi ES đều kiếm được kinh nghiệm cả. Thì đó là cách kiếm được kinh nghiệm thôi. Trong đó thì các bạn nghe từng tất cả cách kiếm đó là rất nhiều đúng không? Đấy, rất nhiều. Quan trọng là các bạn có siêng và các bạn có thể chơi và kiếm EXP hay không thôi. Ok, và cách cuối cùng mà mình muốn chỉ cho mọi người cách kiếm EXP đó chính là từ nhà máy base. Mình có làm 2 video về nhà máy base. Và nên là mình sẽ không nói về base nữa, và mình sẽ tập trung vào cách kiếm EXP từ base thôi. Ở nhà máy thì chúng ta sẽ có 3 cái nhà máy chính là nhà máy điện là màu xanh lá, nhà máy màu vàng và nhà máy màu xanh dương.
thì mình sẽ tập trung vào tạo ASP, thế nên là mình sẽ chỉ xây một nhà máy màu xanh dương, và còn lại là mình sẽ xây nhà máy màu vàng, cộng thêm đó là nhà máy điện để mình sản xuất điện nữa chứ. Tổng cộng hết nhà máy điện này thì chúng ta sẽ mình sẽ sử dụng là một cái nhà máy chế tạo vàng để mà hỗ trợ cho nhà máy màu xanh dương để kiếm tiền lên mà được. Còn lại mình sẽ tạo thẻ ASP. Vậy thôi, đây là cách mình kiếm ASP các bạn ạ. Đây là cách kiếm mình kiếm ASP. Còn nếu các bạn mà có nhiều key gold là key vàng á, thì các bạn sẽ xây thì các bạn sẽ dùng hết tất cả các nhà máy vàng chế tạo thẻ ASP luôn. Thì nó sẽ tối ưu hóa nữa. Nhưng mà mình thì không có nhiều key gold, nhiều cái thỏi vàng á, thì là mình sẽ không có tối ưu hóa được cái việc tạo ASP. Không thể thiếu ở trong một cái nhà máy màu vàng đó chính là các operator làm việc trong cái nhà máy đó. Thì mình sẽ theo mình có những kinh nghiệm những cái combo để mà các bạn có thể tham khảo và có thể áp dụng theo. Combo đầu tiên, đây chính là cái combo mạnh nhất trong cái nhà máy màu vàng mà kiếm được thẻ kinh nghiệm. Đó chính là combo của Knight Casimir. Thì chúng ta sẽ có Fatus, Aslot, Waymay và Flamethrower. Thì nhà máy màu vàng chỉ có 3 ô thôi đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ tăng thêm công suất, đó chính là bỏ con Flamethrower vào trụ sở chính. Thì đây sẽ là combo 4 con này kết hợp lại với nhau. Đây sẽ là combo mạnh nhất trong cái nhà máy màu vàng kiếm được thẻ ASP. Thì mình sẽ không có giải thích chức năng từng con màu đâu, nó rất là dài, các bạn có thể tự tìm hiểu và tại sao mình lại chọn cái combo này là cái combo mạnh nhất. Thì đây là combo mà nó sẽ tăng công suất làm việc lên ít nhân 2 lần, nó đúng hơn là 2,05 lần. Yeah. Thì làm tròn thì sẽ là làm việc gấp 2 lần so với bình thường. Thế nên là các bạn, đây là combo công suất làm việc ngon nhất mà mình biết thôi, bởi vì tất cả các combo này đều là do mình kinh nghiệm mình tự tìm hiểu. Combo thứ hai thì sẽ là combo Abyss Hunter. Đây là combo mình thấy nó ngon về mặt làm việc hiệu quả, chứ công suất thì nó cũng bình thường thôi, nhưng mà nó làm việc hiệu quả, có nghĩa là cái năng lượng của nó sẽ không có giảm được bao nhiêu, cũng có khi là không có giảm nữa đấy. Và đây là combo các bạn có thể áp dụng vào và các bạn dùng. Thì chúng ta sẽ có Spectre, Skadi và Andreana, và kèm theo đó là các bạn bỏ con Gladia vào trong trụ sở chính. Thì đây là 4 con combo không phải mạnh nhất nhưng mà khá ổn so với việc tạo ra ASP. Nếu mà hai combo trên mà các bạn không có đầy đủ á, thì các bạn hãy dùng đến combo 5 sao, là gồm có combo là Waifu, Major và Mini Melis. Đây là ba người mà tạo ra một combo ở sản xuất trong cái nhà máy màu vàng rất là tốt, và công suất của nó lên tới khoảng 2% luôn. Phải, nó bằng với công suất của Casimir. Thì các bạn có thể, nếu mà các bạn có ba con này thì các bạn có thể bỏ vào thì công suất nó sẽ tăng nhiều hơn. Ok, đó là ba combo mà mình mới biết được. Thực ra còn rất nhiều combo khác nhưng mà mình không có tìm hiểu nhiều nữa, bởi vì như thế này là đủ với mình rồi. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn biết thêm nhiều combo thì mình có thể tìm hiểu cho các bạn để làm thêm một video nữa. Và còn nữa, chúng ta vẫn còn những cái con operator thuộc dạng không cần combo nhưng mà vẫn hoạt động tốt, có nghĩa là đi chung với các operator khác vẫn ngon. Ví dụ như những cái con mà mình để trên màn hình ấy. Đó. Đây là những cái con mà các bạn có thể lấy một con này xong kết hợp với những con khác thì cũng công suất cũng khá là ngon. Thì đó, đây là tất cả các operator mà mình muốn chia sẻ cho các bạn để mà các bạn có một cái công suất kiếm được ASP tốt nhất có thể. Và ok, thì
video đến đây là kết thúc rồi. Không biết là nó có dài hay là ngắn đối với các bạn nữa, nhưng mà đây là cách kiếm ASP của mình. Các bạn đôi lúc á, thì các bạn hãy cứ chơi từ từ, các bạn không cần phải kiếm ASP một cách nhanh chóng làm gì, các bạn cứ kiếm từ từ cũng được, chơi từ từ nó vẫn hay hơn mà, đúng không? Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở một video sau. Bye bye.